An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dữ liệu nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới. Vấn đề này có liên quan đến cấu trúc sinh lý và thói quen sinh hoạt. Ví dụ, thông thường thì đàn ông hay hút thuốc, uống rượu, thời gian dài thức khuya và áp lực so với phụ nữ cũng lớn hơn. Do đó, tuổi thọ của phụ nữ cũng tự nhiên sẽ lâu hơn đàn ông. Theo thống kê và nghiên cứu liên quan, nếu phụ nữ có những đặc điểm này trên cơ thể to và đầy đặn, tuổi thọ tự nhiên sẽ tăng cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe để biết đâu là những bộ phận càng to càng khỏe càng thọ của phụ nữ. 1. Phần mông to. Mông là một phần rất quan trọng của phụ nữ. Có nghiên cứu cho rằng phụ nữ có mông đầy đặn nở nang càng nhanh nhẹn, thông minh. Ngoài ra, theo các khoa học ở Viện Y tế Dự phòng Đan Mạch đã phát hiện thấy rằng mỡ ở mông có chứa chất chống viêm tự nhiên rất quý giá. Adipodentin có tác dụng bảo vệ các mạch máu khỏi bị tổn thương. Sau 5 năm nghiên cứu, chuyên gia tâm lý học người Mỹ Michael Chalmers nhận thấy những người có vòng ba lớn thường có chỉ số IQ cao hơn. Không chỉ vậy, những đứa trẻ được sinh ra bởi những người mẹ có vòng ba to cũng thông minh hơn. Vì để có vòng ba lớn, phụ nữ cần một lượng lớn omega 3, mà omega 3 lại rất tốt cho sự phát triển của trí não. Đó là lý do vì sao các chị em có vòng ba to thường thông minh hơn theo nghiên cứu trên. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường Nội tiết và Chuyển hóa Đại học Oxford và Bệnh viện Cottrell, những người phụ nữ có vòng mông lớn thì khả năng chống chọi với các bệnh mãn tính tốt hơn bình thường. Bởi khi vòng ba lớn, mỡ và đùi sẽ chuyển hóa đường tốt hơn, giúp chủ nhân giảm nguy cơ bị tim mạch, béo phì hay gia tăng cholesterol. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ đúng ở phụ nữ. Theo một nghiên cứu khác của Viện Nghiên cứu Y tế Dự phòng Mỹ, nơi chuyên nghiên cứu về bệnh béo phì định kỳ, nếu vòng ba của nam giới quá to, không có nghĩa là tim của họ hoàn toàn khỏe mạnh. Theo nghiên cứu từ Đại học Oxford, vòng ba phụ nữ lớn còn giảm nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo về tim mạch và tiêu hóa. Vì vậy, ở góc nhìn sức khỏe, phụ nữ có vóc dáng quả lê dễ có tuổi thọ lý tưởng. 2. Tai to. Y học Trung Quốc đã tin rằng tai có một sự kết nối sâu sắc với năm cơ quan nội tạng. Lý thuyết từng viết, thận được gửi đến tai, trái tim được gửi đến tai, lá lách đến tai, máu của gan và túi mật cũng ảnh hưởng đến tai. Đây được xem là một trong những kiến thức quan trọng nhất của các bác sĩ cổ đại. Dái tai càng to lớn là hình ảnh đại diện cho thận khí sung mãn đầy đủ. Vì vậy, nhìn vào một người phụ nữ có dái tai dày thì có thể đoán được rằng người đó có khả năng sống thọ rất cao, điều này hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, phụ nữ có đôi tai lớn thường cũng sẽ có hàm răng chắc khỏe, khí huyết hồng hào, đó là đặc điểm của người sống trường thọ. 3. Dung tích phổi lớn. Dung tích phổi tức là tổng lượng khí hít vào và thở ra hết sức trong một lần. Hầu hết mọi người có dung tích phổi giảm theo độ tuổi. Tuy nhiên, những người phụ nữ sống lâu có thể giữ cho dung tích phổi giống như thời trẻ. Điều đó có nghĩa là tác động lão hóa đối với những người phụ nữ này là không rõ ràng. Hiện nay, có rất nhiều tổ chức nước ngoài căn cứ vào dung tích phổi là một trong những hạng mục đầu tiên trong thử nghiệm sự lão hóa. 4. Lực nắm của bàn tay lớn. Các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng nếu phụ nữ có lực nắm tay lớn không chỉ biểu thị ở cơ thể rất khỏe mạnh, đồng thời cũng báo hiệu các cơ quan trong cơ thể hoạt động rất tốt, mật độ xương cũng rất cao. Thưa quý vị, tuổi thọ luôn là vấn đề được con người không ngừng khám phá, hy vọng có một loại thuốc trường thọ để sống bất tử. Ngày nay, con người thông qua các phương thức chăm sóc sức khỏe để đạt được mục tiêu trường thọ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những người sống thọ thường có một số những đặc điểm chung, đó là 1 nhanh, 2 nhỏ, 3 lớn. Hãy cùng theo dõi tiếp video của An Tâm Sống Khỏe để giải mã những đặc điểm này của những người sống thọ. Một nhanh là gì? Nhanh đi vào giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy nhiều người già khỏe mạnh và sống lâu có một đặc điểm chung, đó là có giấc ngủ khỏe mạnh. Người đi vào giấc ngủ nhanh chứng tỏ tim, gan và sự chuyển hóa trong cơ thể đều rất bình thường. Trong đó, những người lớn tuổi đi vào giấc ngủ nhanh chứng tỏ chất lượng giấc ngủ rất tốt, cơ bản là có thể chất tốt. Đây là tiềm năng của người sống thọ. Hai nhỏ là gì? Một, cổ nhỏ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có cổ càng dày càng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Trong trường hợp bình thường, nếu chu vi cổ nữ vượt quá 35cm
và ở nam vượt quá 38cm, chứng tỏ cổ tương đối to. Cổ to còn cảnh báo cho mọi người nên cảnh giác với chứng bướu cổ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ. 2. Tần suất nhịp tim nhỏ. Nhịp tim nhanh hay chậm cũng là một chỉ số quan trọng chứng tỏ bạn có sống thọ hay không. Bình thường những người có tuổi thọ cao có nhịp tim chậm hơn. Những người trưởng thành khỏe mạnh bình thường có nhịp tim từ 60 đến 100 lần, với nhịp tim trung bình là 75 nhịp mỗi phút. Một số khảo sát đã phát hiện ra rằng khi nhịp tim của một người khoảng 70 nhịp trên một phút, tuổi thọ có thể đạt tới 80 tuổi. Và khi nhịp tim giảm xuống còn 60 nhịp trên một phút, theo lý thuyết, người này có thể sống lâu hơn 13 năm, tức là khoảng 93 tuổi. Ba lớn là đặc điểm gì? 1. Dung tích phổi lớn. Về mặt y học, dung tích phổi được bao gồm trong một trong các mục để kiểm tra lão hóa. Thời gian nín thở dài ngắn có thể phản ánh dung tích phổi của một người lớn hay nhỏ. Bình thường, khi nín thở khoảng 30 giây chứng tỏ sức khỏe tốt và càng sống lâu. 2. Lực nắm tay lớn. Lực nắm tay lớn cũng là một biểu hiện của thể chất khỏe mạnh. Nó phản ánh các cơ quan chức năng như tim, thận, phổi, tất cả đều hoạt động bình thường. Nghiên cứu khoa học cho thấy những người có lực nắm tay lớn sẽ sống lâu hơn. 3. Tấm lòng rộng lớn. Thời gian dài tức giận sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất. Những người này rất dễ gây ra các bệnh về tim mạch. Nếu bạn luôn có thái độ tích cực, tấm lòng khoan dung, rộng lượng sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Tâm trạng tốt có thể tăng cường khả năng hệ miễn dịch và ngăn ngừa ung thư ở mức độ nhất định. Ngoài ra, những người khỏe mạnh và sống thọ thường có thêm những đặc điểm sau đây. Tốc độ hồi phục về vết thương nhanh chóng. Nếu vết thương rất nhanh lành, chứng tỏ chức năng đông máu, hệ miễn dịch của bạch cầu ổn định và khỏe mạnh. Nếu là vết thương nhỏ, vết bỏng nhẹ, cần thời gian dài mới khôi phục hoặc chỉ cần áp lực nhẹ cũng thấy những vết bầm tím trên da không rõ nguyên nhân. Khuyên cáo bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra. Chọn giấc ngủ cả đêm. Giấc ngủ lành mạnh được thể hiện qua việc ngủ sâu, ít thức dậy vào ban đêm, ngủ một mạch đến sáng. Nếu chất lượng giấc ngủ kém, mỗi đêm thức dậy nhiều lần hay mơ khi ngủ. Mặc dù ngủ rất nhiều nhưng thời gian của đại não và các cơ quan được nghỉ ngơi lại vô cùng ngắn. Đây là biểu hiện của cơ thể không khỏe mạnh. Bụng ít mỡ. Mỡ bụng là khuyết điểm của nhiều người, nhưng ngoài sự tự ti về hình thể, đây cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh như huyết áp cao, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tiểu đường. Theo một nghiên cứu của Viện Lão hóa Hoa Kỳ, phụ nữ bị béo bụng có nguy cơ tử vong cao hơn 20% so với người bình thường. Theo khảo sát, những người có sức khỏe ổn định nam giới thường có vòng eo không quá 9cm, nữ giới không vượt quá 85cm. Móng tay hồng hào, không viền. Trạng thái móng tay có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng, lượng vitamin và tình trạng thải độc của cơ thể. Móng tay hồng hào và không có viền dọc, ngang, chứng tỏ khí huyết đầy đủ, không thiếu canxi, gan và hệ nội tiết cũng được khỏe mạnh. Cân nặng ổn định. Cân nặng ổn định là một trong những yếu tố đầu tiên quyết định về sức khỏe tốt. Nếu cân nặng đột nhiên biến đổi trong thời gian ngắn, dù là tăng hay là giảm, bạn cũng phải đặc biệt chú ý. Mỗi ngày đều đi đại tiện một lần. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm tra sức khỏe của hệ tiêu hóa và bài tiết. Nếu bạn không thể đào thải phân ra bên ngoài, trong một thời gian dài, chất thải sẽ tích tụ và tiếp tục sản sinh ra độc tố, gây ra các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, rối loạn nội tiết. Một cốc nước ấm vào buổi sáng có thể thúc đẩy bài tiết và ngăn ngừa táo bón. Thói quen này cũng có ích cho hệ tim mạch và giúp thúc đẩy lưu thông máu. Tóc bóng mượt. Y học Trung Quốc tin rằng tóc phản ánh với sức khỏe của thận. Tóc mọc hay rụng, bóng mượt hay khô sơ phụ thuộc rất nhiều vào việc lọc máu của thận. Thận càng khỏe mạnh, máu càng dồi dào, thể hiện ra ngoài bằng mái tóc khỏe mạnh. Ngược lại, khi thiếu máu, tóc dễ bị bạc trắng, sơ và gãy rụng không đứt. Chúng ta sống trong một thế giới mà sức khỏe tốt thường bị đánh đồng với những hình thức nhất định. Đúng là một số người khỏe mạnh có vòng bụng phẳng lì và cơ thể mảnh mai. Nhưng điều đó không có nghĩa là những phẩm chất này nhất thiết phải có đối với sức khỏe.
Trên thực tế, định nghĩa chính thức về sức khỏe được WHO sử dụng không nói gì về hình thức của bạn. WHO nói rằng sức khỏe là trạng thái đầy đủ về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không đơn thuần là không có bệnh hoặc không có tật. Làm thế nào để biết mình có phù hợp với định nghĩa đó hay không? Các thầy thuốc chăm sóc sức khỏe, những người được trang bị để đánh giá hết những khía cạnh này mới có câu trả lời tốt nhất. Nhưng có một số dấu hiệu chung về sức khỏe tốt đối với hầu hết mọi người. 1. Bạn ăn khi đói và dừng lại khi no. Nghe có vẻ là đơn giản, nhưng điều ngạc nhiên là nhiều người trong chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta quên ăn nên bị đói, và sau đó chúng ta lại ăn lấy ăn để. Chúng ta ăn uống tùy hứng trong khi xem TV, hoặc chúng ta ăn trong một bối cảnh cảm xúc nào đó, vì đó là cách mà chúng ta tự làm tự chịu. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể trong lĩnh vực này. Một mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm là tin tưởng vào những tín hiệu bên trong, chứ không phải là những cái bên ngoài. Để quyết định ăn cái gì và ăn bao nhiêu, bạn nên ăn cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, chứ không phải ăn đến khi thấy ấm ách trong bụng. 2. Có chế độ ăn uống đa dạng với nhiều thực phẩm nguyên. Rất nhiều chế độ ăn kiêng loại trừ một số thực phẩm nhất định, nhưng một số mô hình ăn uống lành mạnh phải bao gồm đa dạng các loại thực phẩm. Chế độ ăn uống đa dạng sẽ đảm bảo cho bạn nhận được tất cả các vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết. Điều này thậm chí còn đúng hơn nếu chế độ ăn uống có nhiều thực phẩm nguyên chưa qua chế biến, thường giàu dinh dưỡng hơn các thực phẩm chế biến sẵn. 3. Bạn đang ăn đủ. Trong văn hóa của chúng ta ngày nay, đôi khi mọi người nghĩ ăn uống lành mạnh là làm thế nào để có thể ăn ít calo nhất mà vẫn sống tốt. Nhưng trong thực tế, chúng ta nên ăn đủ. Mọi người có nhu cầu về calo khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính và mức độ hoạt động. Cần nhớ rằng, calo không phải là kẻ thù của một thứ gì đó xấu xa cần phải giảm bằng mọi giá. Nó là nguồn năng lượng giúp bạn sống và làm những gì mà mình yêu thích. Và nếu không ăn đủ calo, bạn có thể cảm thấy chán nản, yếu mệt, đau nhức và nhiều thứ khác nữa. 4. Có thể leo liền một lúc hai nhịp cầu thang và cảm thấy khá tốt. Nếu bạn muốn trở thành một vận động viên thể hình hoặc một vận động viên siêu marathon, thì sẽ cần nhiều sức lực hơn. Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn không khao khát những mục tiêu đó. Bạn không phải trở thành một vận động viên để được khỏe mạnh. Lượng tập thể dục được khuyến nghị cho sức khỏe tối đa là 150 phút hoạt động cường độ trung bình, như đi bộ nhanh mỗi tuần. Có một tiêu chuẩn khác mà các bác sĩ sử dụng để xác định sức khỏe thể chất. Nếu bạn có thể leo khá nhanh hai nhịp cầu thang mà không dừng lại và cảm thấy tốt khi đến nơi, thì đó là mức độ gắng sức vừa phải. Mặc dù không phải hoàn hảo, nhưng khả năng leo liền một lúc hai nhịp cầu thang một cách dễ dàng cho thấy rằng cơ thể bạn có thể thực hiện hoạt động cường độ cao. Đây là một chỉ dấu về thể lực. 5. Bạn hiểu rõ nhất tất cả mức độ cảm xúc. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng ngang với sức khỏe thể chất và có một cách đơn giản để đánh giá nó. Sức khỏe cảm xúc là khả năng kiểm soát toàn bộ cảm xúc và hiểu rằng tất cả chúng bình thường. Đôi khi bạn cảm thấy tức giận, cảm thấy buồn, cảm thấy lo lắng và chán nản là bình thường. Và một dấu hiệu tốt của sức khỏe cảm xúc là hiểu rõ rằng không cảm xúc nào trong số đó diễn ra vĩnh viễn. Nó giống như một thông điệp trong bộ phim hoạt hình Inside Out. Hạnh phúc sẽ không có ý nghĩa nhiều như vậy nếu bạn không cảm thấy buồn lúc này hay lúc khác. 6. Đối với stress cũng tương tự. Vấn đề không phải là có những yếu tố nào gây ra stress, mà vấn đề là nhận ra khi bạn bị stress và tìm ra các chiến lược để quản lý nó, đối phó với nó và tiếp tục. 7. Bạn có thể thức dậy mà không cần chuông báo thức. Không có gì ngạc nhiên khi thiếu ngủ là điều khủng khiếp đối với cơ thể và não bộ. Nghiên cứu đã liên hệ thiếu ngủ với tăng nguy cơ bệnh Alzheimer, béo phì, đột quỵ và tiểu đường. Đó là lý do tại sao việc ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ một đêm là rất quan trọng. Nếu bạn thường thức dậy vào buổi sáng mà không cần chuông báo thức, cảm thấy tươi tỉnh và sảng khoái, thì đó là một thước đo khá tốt cho thấy bạn ngủ ngon. Ý tưởng thức dậy không cần chuông báo thức có vẻ khá viển vông đối với nhiều người.
Theo DGD, hơn 1/3 số người trưởng thành Mỹ cho biết họ ngủ không đủ. Có lẽ sẽ không đến mức như vậy nếu tất cả chúng ta được ngủ nhiều hơn. 8. Bạn không ngủ thiếp đi quá nhanh. Chìm vào giấc ngủ cho một khoảng thời gian vừa phải, từ 10 đến 20 phút là một dấu hiệu cho thấy bạn ngủ khá tốt. Nhưng nếu bạn ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, thì có lẽ bạn chưa được ngủ đủ. 9. Cũng nên để ý đến việc ngủ khi đi đường. Nếu bạn đang ngồi trong xe hoặc trên bàn máy bay, và ngủ thiếp đi bất kể lúc đó là ban ngày, thì đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy bạn bị thiếu ngủ. 10. Bạn đủ năng lượng để làm những điều mình muốn. Có một thứ cần nhớ khi nghĩ đến sức khỏe tốt, đó là năng lượng. Khái niệm này rất không cụ thể, nhưng có năng lượng để làm những điều mình muốn là thường là dấu hiệu tốt của sức khỏe, và năng lượng đó có thể là năng lượng thể chất và năng lượng cảm xúc. Khi nói đến khỏe mạnh, người ta thường nghĩ đến hình ảnh một người tập thể dục mọi lúc và chỉ ăn thức ăn bổ dưỡng, trong khi tránh những thứ không lành mạnh như kẹo và thức ăn nhanh. Tuy nhiên, để đạt được sức khỏe khỏe mạnh, thực sự đòi hỏi nhiều hơn thế. Sự thật là một người khỏe mạnh thực sự là một người cần có ý thức về thể chất, tinh thần, giao tiếp xã hội và các nguồn lực để sống một cuộc sống đầy đủ. Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thực tế, hầu hết mọi người nghĩ rằng ăn uống lành mạnh kết hợp với tập thể dục phù hợp là đã quá đủ. Tuy nhiên, trong khi được phân loại là thừa cân hay thiếu cân nặng là dấu hiệu rõ ràng của không khỏe, cũng có những dấu hiệu không rõ ràng khác, những dấu hiệu mà bạn có thể bỏ qua. Và có những dấu hiệu cho thấy bạn có thể không khỏe như bạn đã nghĩ. Sau đây là một số dấu hiệu mà bạn có thể không chú ý đến đang tố cáo cơ thể của bạn không được khỏe mạnh. Đột nhiên bùng phát mụn. Đột nhiên bùng phát mụn cũng là một dấu hiệu báo hiệu cơ thể không khỏe mạnh nói chung, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, nhìn vào bản đồ khuôn mặt, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh lối sống dựa trên những vùng da bị bùng phát mụn. Theo Medical Diary, lập bản đồ khuôn mặt là xác định vị trí các khu vực có vấn đề về da và sau đó tương quan các khu vực trên khuôn mặt của bạn với các khu vực trên cơ thể. Chẳng hạn như mụn trứng cá cảnh báo cần phải ăn uống lành mạnh hơn, hoặc mụn ở trán có nghĩa là cần phải ngủ đủ và vệ sinh tốt hơn, hoặc liên quan đến hệ tiêu hóa, má, hệ hô hấp, cằm và hàm là hormone dạ dày. Ngáy. Bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một hành động đáng xấu hổ, nhưng nó cũng có thể chỉ ra rằng bạn đang không khỏe mạnh. Thực tế, ngáy có liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe, bao gồm ngừng thở khi ngủ, bệnh tim và thậm chí là đột quỵ. Lòng trắng mắt có màu vàng hoặc đỏ. Điều này khó phát hiện hơn, nhưng về cơ bản, nếu mắt có màu hơi vàng, có thể bị biến chứng ở ống mật, túi mật, gan hoặc tuyến tụy. Nếu mắt màu đỏ, nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu ngủ và kiệt sức. Nước tiểu màu đậm. Màu sắc, mùi và độ đậm của nước tiểu có thể tiết lộ những gì đang diễn ra trong cơ thể của chúng ta. Và trong trường hợp nước tiểu có màu đậm hơn hoặc có mùi khai nồng, có nghĩa là bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm thì càng tốt, theo Medical Daily. Viền lưỡi hình vỏ sò. Viền lưỡi hình vỏ sò là tình trạng viền lưỡi gấp khúc, lượn theo hình vỏ sò do gây sưng. Đây có thể là biểu hiện báo hiệu cơ thể bạn đang bị thiếu nước. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên kèm theo một số triệu chứng như đau nhức, chuột rút, rụng tóc, huyết áp thấp và bầm tím, thì rất có thể bạn đang bị rối loạn tuyến giáp, cần phải đi khám bác sĩ sớm hơn. Quầng thâm quanh mắt thành hình vòng tròn. Quầng thâm quanh mắt là biểu hiện của lối sống thiếu cân bằng. Lúc này, các mô mỡ quanh mắt sẽ thay đổi khiến làn da khu vực đó trở nên mỏng hơn, dễ tổn thương hơn bình thường. Đây là tình trạng báo hiệu bạn cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình và chăm sóc bản thân tốt hơn. Dù gì đi nữa thì cũng hãy nhớ rằng, sức khỏe là cá nhân. Nếu lo lắng mình không khỏe mạnh hoặc chỉ tò mò về tình trạng của mình thì ngay lập tức hãy đến gặp bác sĩ.